với kênh V Football, nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất, nhanh nhất trong 24 giờ qua. Và trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Manchester United ngược dòng ngoạn mục trước Nottingham Forest. Sheikh Jassim mua thành công Man United. Arsenal vẫn ngậm ngùi chia điểm tại Emirates. MU tìm gấp người thay thế Luke Shaw. Manchester United ngược dòng ngoạn mục trước Nottingham Forest. Tháng 3-2, Manchester United vất vả giành 3 điểm trên sân nhà trước Nottingham Forest. Đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà. Phải đến những phút cuối trận, Quỷ Đỏ mới vượt lên và giữ 3 điểm ở lại Old Trafford. Man United không có Mason Mount và Luke Shaw vì chấn thương. Huấn luyện viên Erik ten Hag phải chám Eriksen và Diogo Dalot vào đội hình chính. Được đánh giá mạnh hơn và chơi trên sân nhà, Quỷ Đỏ không ngần ngại dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, họ nhận đòn phản công ngay ở phút thứ 2. Agoni dùng tốc độ vượt qua Rashford trước khi đánh bại Andre Onana trong pha đối mặt. 2 phút sau, Nottingham Forest nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu của Willy Bowley. Trong cả hai bàn thua, hàng thủ của Man United cho thấy vấn đề trong khâu tổ chức. Sớm bị dội hai gáo nước lạnh, dĩ nhiên Manchester United không chấp nhận dù chỉ là một kết quả hòa. Các cầu thủ áo đỏ dâng cao đội hình và bàn rút ngắn nhanh chóng đến ở phút 17. Rashford thoát đi rất nhanh bên phía cánh trái trước khi căng ngang cho Eriksen đá nối ghi bàn. 10 phút sau, các cầu thủ viên chủ nhà không tin vào mắt mình với pha bỏ lỡ của Casemiro. Bóng được đưa vào từ cánh phải, tuy nhiên tuyển thủ Brazil giật mình đánh đầu chạy cầu dọc. Sang hiệp 2, Quỷ Đỏ có bàn gỡ ở phút 51. Bruno Fernandes di chuyển thông minh từ pha dàn xếp đá phạt rất hay do chính anh thực hiện trước khi kiến tạo cho Casemiro lập công. Những phút sau đó, Man United liên tiếp tạo ra những cơ hội từ cánh của Anthony. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Matt Turner cũng như sự thiếu may mắn trong các pha dứt điểm khiến đội chủ nhà chưa có thêm bàn thắng. Bước ngoặt đến ở phút 67, Bruno Fernandes có cơ hội đối mặt với khung thành của Turner. Hậu vệ Guron phạm lỗi từ phía sau và phải nhận thẻ đỏ. 10 phút sau, Rashford mang về quả đá phạt đền và đội trưởng Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Manchester United giành 3 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên của mùa giải. Vòng tới, họ sẽ so tài với Arsenal, đội đã để Fulham cầm hòa 2 đều ở trận đấu cùng giờ. Sheikh Jassim mua thành công Manchester United. Câu chuyện tiếp quản câu lạc bộ Man United vẫn đang rất nóng khi các tình tiết mới liên tục được update dành cho người chiến thắng được cho là Sheikh Jassim. Thương vụ bán lại Manchester United của nhà Glazer vẫn đang không cho thấy dấu hiệu tích cực từ các chủ đầu tư và sự lạc quan từ phía người hâm mộ. Ít ngày qua, đã có báo cáo cho rằng cuối cùng thì Sheikh Jassim đã giành chiến thắng trong cuộc đua với Sir Jim Ratcliffe và ông chủ người Qatar sẽ chính thức tiếp quản câu lạc bộ vào giữa tháng 10. Nhóm của Sheikh Jassim hiện đang cố gắng ngày đêm thức trắng để tiến hành các thủ tục và công việc thẩm định cuối cùng với mục tiêu nhanh nhất có thể đóng lại thương vụ đầy mệt mỏi với nhà Glazer. Tuy nhiên, theo Daily Mail thì quá trình tiếp quản thực sự vẫn chưa hoàn thành và quá trình chuyển giao vẫn đang đình trệ, không giống với các báo cáo lan tràn gần đây. Một nhà báo uy tín khác là Mark Law, phóng viên của tờ Telegraph cũng khẳng định rằng nhà Glazer vẫn chưa hề chốt xong là sẽ bán lại câu lạc bộ cho ai trong số hai nhà thầu chính là Sheikh Jassim hay Sir Jim Ratcliffe. Bên cạnh đó, nhà báo này còn tuyên bố rằng sẽ chẳng có cuộc chuyển giao nào diễn ra trong năm nay 2023 cả, bởi dù có chốt bán ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện cũng hơi suôn sẻ cho tới khi kết thúc năm. Đáng chú ý, Sheikh Jassim vẫn luôn đảm bảo nếu ông giành chiến thắng cuối cùng và tiếp quản câu lạc bộ sẽ có rất nhiều ưu đãi và tiện ích đi kèm, không chỉ với đội bóng, sân vận động, khu tập luyện hay ngân sách chuyển nhượng đáng mơ ước mà huấn luyện viên Ten Hag có thể sở hữu. Mặt khác, ở phía Sir Jim Ratcliffe thì chỉ đang cố gắng chen chân vào Man United chứ không hề có ý định mua lại hoàn toàn câu lạc bộ như đối thủ. Đây được xem là lợi thế lớn nhất mà vị tỷ phú giàu có nhất nước Anh sở hữu, mặc dù ông chỉ đưa ra mức giá 5 tỷ bảng, thấp hơn hẳn con số 7,2-7,3 tỷ bảng mà Sheikh Jassim sẵn sàng chi trả cho thương vụ này. Cuối cùng, việc Sheikh Jassim dù đã chính thức mua lại được MU hay chưa, thì câu lạc bộ vẫn đang phải hứng chịu làn sóng phản đối vô cùng lớn từ người hâm mộ khi các cuộc biểu tình đang ngày một diễn ra với tần suất dày đặc và có tổ chức hơn trong thành phố và bên ngoài sân vận động Old Trafford. Arsenal vẫn ngậm ngùi chia điểm tại Emirates. Pháo thủ đã mắc những sai lầm, Fulham tận dụng triệt để mang về một điểm tại vòng 3 ngoại hạng Anh. Arsenal bước vào vòng 3 ngoại hạng Anh với khí thế hừng hực. Tuy nhiên ngay từ phút đầu, pháo thủ đã bị dội một cáo nước lạnh. Trong tình huống triển khai bóng bên phía phần sân nhà, Arsenal đã để mất bóng nguy hiểm. Fulham ngay lập tức chớp thời cơ, bóng lên chân của Andrea Pereira khi cầu thủ của MU đã tung ra cú cứa lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 1-0 cho đội khách trước sự bất lực của Ramsdale. Với lợi thế sân nhà, Arsenal ngay lập tức vùng lên. Pháo thủ liên tục đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm với những cú sút của Martinelli và Bukayo Saka. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm hiểm hóc của Martin Odegaard, tuy nhiên bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Arsenal đã rất cố gắng trong những phút còn lại, nhưng bất lực trong việc tìm kiếm tỷ số hòa trước khi bước vào giờ nghỉ. Bước vào hiệp 2, Arsenal thể hiện rõ ý đồ tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ tỏ ra vô cùng bế tắc. Chỉ đến khi Arteta đưa vào những sự thay đổi người, bàn thắng mới xuất hiện. Phút 66, Vieira có tình huống đi bóng tốc độ bên cánh trái, khiến cho TT có tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Arsenal được hưởng quả đá penalty.
Buke Osaka đã không mắc sai lầm nào để gỡ hòa cho pháo thủ. Cầu trường Emirates như nổ tung, tiếp đà hưng phấn chỉ 2 phút sau, Arsenal có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Vieira nhận bóng bên phía cánh phải, tung ra đường tạt bóng sệt vô cùng đẳng cấp cho Nketiah ghi bàn. Tưởng chừng như Arsenal sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn khi thi đấu hơn người, nhưng bất ngờ ở phút 87, Palhinha trong tư thế không người kèm đã đệm bóng dễ dàng vào lưới Ramsdale sau quả đá phạt góc. Những phút cuối cùng, pháo thủ dồn lên như vũ bão nhưng không thể làm gì hơn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Arsenal tạm tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. MU ký gấp người thay thế Luke Shaw. Sau chấn thương của Luke Shaw, MU đang đàm phán để ký hợp đồng với Ryan Bertrand theo dạng chuyển nhượng tự do. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang gặp khó khăn ở vị trí hậu vệ trái khi Luke Shaw và Tyrell Malacia đều đang bị chấn thương. Diogo Dalot dự kiến sẽ tạm thời ra sân ở cánh trái, trong khi Alvaro Fernandez cũng là một lựa chọn khác, mặc dù cầu thủ 20 tuổi này vẫn chưa ra sân lần nào cho MU. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang hoạt động và khi được hỏi về khả năng mua thêm một hậu vệ trái trước khi phiên chợ hè 2023 khép lại, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết: "Nếu có cơ hội, điều đó có thể xảy ra, nhưng đó phải là một người chơi phù hợp. Nếu không, chúng tôi phải tìm cách giải quyết vấn đề từ đội hình hiện tại." Theo Daily Express, MU đang cân nhắc xem có nên ký hợp đồng ngắn hạn để giải quyết vấn đề ở vị trí hậu vệ trái hay không và đang nhắm đến Ryan Bertrand. Cầu thủ 34 tuổi, người đã vô địch Champions League, Cúp FA và Europa League cùng câu lạc bộ Chelsea, hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời khỏi câu lạc bộ Leicester City. Tin độc quyền từ Express cho hay, Ryan Bertrand nằm trong số những cái tên đang được ban lãnh đạo của MU. Đội chủ sân Old Trafford xem xét Ryan Bertrand vì anh đang là cầu thủ tự do. MU đã có cuộc đàm phán ban đầu với đại diện của Ryan Bertrand về khả năng chuyển đến Old Trafford. Quỷ đỏ dự kiến sẽ ký hợp đồng 1 năm với hậu vệ này. Họ chấp nhận đáp ứng cho anh mức lương khoảng 80.000 bảng một tuần. Ryan Bertrand dù đã trải qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng anh được đánh giá ở yếu tố kinh nghiệm, anh có thể là giải pháp chữa cháy chất lượng cho nửa đỏ thành Manchester. Ryan Bertrand trưởng thành từ học viện của Chelsea và trải qua một thập kỷ thi đấu tại Stamford Bridge, bắt đầu từ trận chung kết Champions League vào năm 2012. Hậu vệ cánh này cũng đã có 19 lần khoác áo đội tuyển Anh. Sự nghiệp của anh đã bị cản trở bởi chấn thương kể từ khi kết thúc 6 năm ở Southampton vào năm 2021. Năm ngoái, Ryan Bertrand đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối và ngồi ngoài toàn bộ mùa giải thứ hai với Leicester City. Hiện anh đã bình phục hoàn toàn và đang tập luyện cùng học viện của Chelsea để có thể sớm trở lại bóng đá đỉnh cao. Ngoài Man United, cựu bích này còn có các lựa chọn khác ở châu Âu và Trung Đông. Với việc Shaw, Malacia và William đều không thể thi đấu vào lúc này, Alvaro Fernandez là hậu vệ trái duy nhất tại Old Trafford. Ten Hag cũng có thể chuyển Diogo Dalot từ hậu vệ phải hoặc chuyển Lisandro Martinez từ vị trí trung vệ. Nhưng dù sao, chiều sâu đội hình cũng đang rất mỏng. MU sẽ trở lại Champions League vào năm nay nên cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.